My God. Tại sao là nhiếm Uya? Bình thường nhiếm nó chích anh kêu gì? Aya. Sao kêu Uya? Một cái người đẹp trai, hát hay, dễ thương như sông Phương tới giờ Phật ế là sao? Nhớ đi chút may mắn để chúng đôi và chiếc nhẫn cưới mãi mãi anh sẽ chẳng thể từ. Anh đắm say em vậy có làm phiền em không? Anh muốn thấy em mỗi ngày có làm phiền em không? Và tay nắm tay trên đường em có ngại ngùng anh không? Anh thích nghe em cười luôn nụ tuổi đôi mới. Mà là... em thấy khó chịu cái đôi giày em lên cột dây dày mảnh kia. Ủa sao đàn ông mà đi để ý dây dài người ta ta? Nhìn nó bị tuột quá khó chịu anh ơi. Cái áo em cũng gói luôn nè. Đó, cái kẹp đó là kẹp cái ngữ lại đi. Kẹp cái nết em thôi. Em trai luôn rồi hả? Dạ em xong luôn mà thật ra vẫn còn một đứa luôn nữa. Là em xong danh. Chương trình là phải lấy tên khác thôi là Minh Hoàng. Thật ra là, luôn luôn đó. Luôn hả? Dạ. Thôi quay về nghiêm túc. Là bỏ cái miếng đó hả? Ừ, cái đó không phải miếng. Nó không phải miếng mà nó rớt rồi. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.